đề là son ha, hàng hiệu đó, không cần tiền chịu. Hương Thị sale 70%. Dạ bên công ty em không có cái gì mà sale 70%, mà hai cây có 219.000 hai cây. Đây là lường gạt nha cả nhà ơi, lại là lường gạt nha, lấy hình ảnh của em. Nhưng mà cây son của công ty em không phải là cây son này. Đó rồi họ áp vô như nè, combo hai cây 219.000 là không có nha. Đó xong rồi để tên em luôn. Những cái này là tụi em có thư luật sư đó tụi em gửi tới. Son của bên công ty em là có cái cây này nè, đó có chữ Eliza, có con bướm và có logo của công ty đàng hoàng. Còn cái cây son này không có công, có logo, không có một cái gì hết. Và em hôm nay là em không có định live stream mà em thấy người ta quá trời lừa gạt. Để cái này lên này chữ giả bỏ lên giùm luôn. Đó. Dạ. Cả nhà ơi, cây son của bên em là cây son này nó đẹp như vậy, có logo đàng hoàng mà nở lòng nào nó đề 119.000, 219.000 hai cây. Đó còn cây son của em đây. Đó. Cây son này tại vì em xài nửa chừng rồi. Cây son này là 246.000 một cây, này là son dưỡng.